Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái website thời trang sử dụng cái công nghệ là Bootstrap, jQuery, Denver và Sap. Thì đầu tiên thì tôi muốn giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm mà chúng ta sẽ làm. Thì chúng ta sẽ làm một cái website có cái giao diện giống như vậy. Thì đây là cái website mà tôi sử dụng cái công nghệ là Bootstrap, jQuery và Sap để mà làm cái website này. Đó, thì trông nó rất là đẹp. Đó. Đó, nó có cái phần slider banner như vậy, rồi nó có cái phần menu drop down như vậy, rồi nó có cái phần menu sidebar như vậy này. Rồi tiếp theo thì nó có cái slider mà cái sản phẩm hot hoặc là sản phẩm bán chạy thì tôi sẽ show ở đây này. Tôi có một cái danh sách các sản phẩm mới mặc định ở cái trang mặc định đầu tiên thì tôi sẽ show lên các sản phẩm như vậy. Rồi tiếp theo là cái nick brand, nick thương hiệu thì tôi để ở đây. Rồi tôi có cái phần footer như vậy. Rồi ngoài ra thì tôi còn nếu mà muốn này, ở đây thì tôi sẽ hiển thị đang danh sách tất cả các sản phẩm ở đây. Thì các sản phẩm ở đây thì nó có thể sản phẩm mới hoặc là sản phẩm bình thường, sản phẩm cũ ý. Thì tôi show tất cả nó ở đây. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái website có cái giao diện giống như vậy. Thì hôm nay thì tôi vừa nãy thì tôi đã giới thiệu đến các bạn cái website là TV Shop. Thì cái website này sẽ sử dụng để mà bán quần áo và các phụ kiện thời trang. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu về các công nghệ mà tôi sử dụng trong cái website này. Thì tôi sử dụng ba công nghệ là Bootstrap, jQuery Framework và Sap. Thì tôi sẽ đi lần lượt đi giới thiệu đến các bạn ba công nghệ này. Thì đầu tiên thì tôi sẽ đi Google. Thì đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn Framework là Bootstrap Framework. Thì tôi sẽ đi Google và tôi có là test Bootstrap. Tôi sẽ đi vô cái trang Bootstrap. Thì đây là cái trang chủ, giao diện trang chủ của cái thằng Bootstrap. Thì cái Bootstrap framework này là một cái framework để giúp chúng ta phát triển các mẫu template website một cách nhanh chóng. Thì ưu điểm của thằng này là nó giúp chúng ta phát triển được các website mà có thể có cái giao diện mà nó xuất hiện tốt ở trên các thiết bị mobile mà có màn hình nhỏ như là smartphone hoặc là máy tính bảng vân vân. Đó, thì ví dụ như cái website này của tôi, thì ví dụ như là cái website này của tôi chẳng hạn, khi mà tôi thu nhỏ chẳng hạn, đó, khi thu nhỏ lại thì nó cũng tự động nó dàn layout lại cho tôi. Đó, thì cái phần menu thì nó nhảy xuống dưới như vậy, menu nắp ba. Đó, rồi cái ba cái phần này thì nó cũng thu nhỏ lại cho tôi, slider và menu sidebar nó cũng thu nhỏ lại cho tôi. Đó, rồi ba cái phần danh sách sản phẩm bây giờ thì nó trên mỗi hàng thì nó chỉ show ba sản phẩm thôi. Đó, đó, rồi tiếp tục tôi lại thu nhỏ lại chẳng hạn. Đó, tôi thu nhỏ lại đến bây giờ thì cái phần slider nó đã nhảy xuống dưới như vậy, nó đã dàn layout xuống dưới như vậy. Đó, rồi tôi tiếp tục thu nhỏ lại nữa. Đó, thì cái phần menu drop down ở trên thì nó đã như vậy. Rồi phần sidebar thì slider nó như vậy. Rồi phần danh sách phẩm sản phẩm thì bây giờ nó còn sâu có hai sản phẩm thôi. Đó, rồi tôi tiếp tục thu nhỏ lại nữa chẳng hạn. Đó, thì bây giờ thì cái phần menu nó sâu thu nhỏ lại cho tôi thành một cái bút tần như vậy, và tôi nick thì nó sâu ra. Rồi cái phần menu drop down thì tôi nick thì nó sâu ra như vậy. Đó, đó, tôi nick thì nó đóng cái menu lại. Đó, tôi thu nhỏ lại chẳng hạn. Đó, thì bây giờ tôi thu nhỏ lại cái màn hình mobile nhỏ như vậy thì tôi sẽ sâu khoảng một cái sản phẩm trên một hàng thôi. Đó, tôi sẽ sâu cái nick sản phẩm như vậy. Như vậy là thì đây là những cái tính năng mà tôi sử dụng Bootstrap framework. Đó, và tiếp theo thì tôi muốn giới thiệu đến các bạn là cái phần jQuery framework. Thì tôi sẽ đi Google và tôi gõ là jQuery framework. Đó, thì đây là cái trang của đằng jQuery. Thì đằng jQuery framework này thì nó là một cái framework của thằng JavaScript, thì nó giúp chúng ta phát triển ví dụ như nó phát triển cái slider chẳng hạn, hoặc là jQuery có thể làm ví dụ như ở trang chi tiết sản phẩm chẳng hạn, trang chi tiết biển thì tôi có thể dùng cái jQuery để mà làm
cái tính năng image zoom chẳng hạn, hoặc là tôi có thể làm mấy cái form sử dụng jQuery Ajax như vậy. Đây là những cái form sử dụng jQuery Ajax như vậy. Đó, đây là cái trang chi tiết sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm thì tôi phải zoom hình được như vậy. Đó, hoặc là ở cái trang visitor chẳng hạn. Visitor thì cái trường bất đây này, thì tôi muốn sâu lên một cái hộp thoại để cho người ta lựa chọn cái ngày tháng năm sinh như vậy. Thì cái này thì tôi sử dụng jQuery UI để mà làm. Đó, đó là những cái tính năng mà của thằng jQuery framework nó sẽ hỗ trợ. Ngoài ra thì thứ ba thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cái công nghệ là SAS. Thì tôi sẽ vô cái trang là SAS ngang. Thì đây, đây là cái trang chủ của thằng SAS Language. Thì SAS thì nó là một cái ngôn ngữ mở rộng của thằng CSS, thì nó giúp chúng ta viết code CSS nhanh chóng và dễ dàng hơn. Đó, thì cái thằng ưu điểm của thằng SAS này là nó viết code, giúp chúng ta viết code CSS nhanh chóng và dễ dàng hơn, và nó cũng dễ dàng chỉnh sửa, dễ dàng bảo trì code với cái thằng SAS này, và nó cũng nhanh chóng và ngắn gọn hơn và thích hợp trong việc phát triển các dự án mà có nhiều cái chỉ tay, ví dụ như cái mẫu template này chẳng hạn. Mẫu website này thì nó có rất là nhiều cái chỉ tay, thành ra là viết SAS nó rất là hay. Tiếp theo thì tôi muốn nói đến cái phần các yêu cầu đối với cái khóa học này. Thì cái khóa học này thì về công cụ thì tôi yêu cầu là các bạn có một cái máy tính hoặc một cái laptop, và chúng ta sẽ cài đặt Notepad cộng cộng và Cao app để mà làm cái template này, cái website này. Rồi tiếp theo về kiến thức thì các bạn phải biết các kiến thức cơ bản về HTML5, CSS, JavaScript và Bootstrap cơ bản. Cái này thì Bootstrap cơ bản thì nếu mà các bạn nào chưa có kiến thức về Bootstrap thì cũng có thể học được. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu qua về danh sách các bài học ở trong cái khóa học này. Thì đây là danh sách các bài học ở trong cái khóa học của tôi. Thì mấy cái bài đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu như bài đầu tiên là giới thiệu về khóa học, rồi bài thứ hai là giới thiệu về SAS Language, rồi bài thứ ba là cài đặt Notepad cộng cộng, rồi cài đặt Cao app, rồi tìm hiểu một số cái thành phần cơ bản của SAS ở bài 5, 16, 77. Rồi ở bài 8 thì tôi sẽ tạo ra một cái trang Lawshop, một cái trang template đơn giản sử dụng SAS. Rồi tiếp theo thì bài 9 thì tôi bắt đầu làm cái project fashion website. Thì tôi sẽ bắt đầu từ bài 9, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái website này từ project từ bài 9. Rồi đó, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn qua các làm các phần. À, tôi sẽ có khoảng hơn 44 bài. Đó, thì trong nó trong danh sách các bài học thì nó trông rất là dài, nhưng mà để mà làm ra được cái mẫu có style đẹp thì chúng ta cần phải tốn rất là nhiều thời gian. Thành ra là tôi sẽ, tại vì ở trong cái mẫu này có rất là nhiều cái style phức tạp. Đó, ví dụ như ở đây thì có cái tính năng zoom hình mây này, làm nó rất là phức tạp và rất là lâu. Rồi ở đây thì có các form như là add comment, rồi cái tính năng để mà chúng ta cho cái vote đánh giá cái rating 3 như vậy chẳng hạn. Đó, thì những cái form này làm nó cũng rất là lâu, rồi chúng ta chỉnh nhiều màu mè thì nó cũng phức tạp, ví dụ như vậy. Đó, rồi các trang khác như là trang browser chẳng hạn, browser thì tôi có một cái gel map như vậy. Đó, rồi cái form này nó vân vân. Rồi trang new thì có thể là tôi hiển thị ra một cái tin tức về các sự kiện như là Black Friday, rồi tin tức về tuyển dụng chẳng hạn. Đó, đó, rồi cái trang my account, trang my account thì chúng ta sẽ có các phần như là manage profile, rồi manage đơn hàng chẳng hạn. Đó, rồi chúng ta có tính năng chain bắt buộc chẳng hạn. Đó, rồi ở trang giỏ hàng, trang giỏ hàng thì chẳng hạn như là tôi có tính năng update cái giỏ hàng chẳng hạn, tôi cũng hiển thị lên cái form, form này trông rất là đẹp để chúng ta update chẳng hạn. Rồi ở cái trang checkout chẳng hạn, trên checkout thì ở đây thì tôi có thể có add một cái địa chỉ mới chẳng hạn. Đó, rồi tôi có thể ở chỗ phần order information này thì tôi có cái button apply with cao code, thì tôi cũng sau nên một cái hộp thoại để cho người ta nhập cái mã giảm giá chẳng hạn. Đó, rồi cái section payment thì tôi có cái ba cái phương thức là payment by card, by PayPal và by check. Thì mặc định thì tôi sẽ sau nên bằng by card như vậy, tức là bằng thẻ, thì có thể Visa, Mastercard, vân vân. Rồi PayPal chẳng hạn, PayCheck tức là bằng tiền mặt. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu về các công việc mà chúng ta có thể, sau khóa học này thì chúng ta có thể làm những cái công việc như thế nào. Thì sau khóa học này thì các bạn có thể tạo ra các mẫu template website khác mà bởi chính các bạn.
rồi tôi cũng các bạn cũng có thể tự bán được các mẫu website của mình. Ví dụ như các bạn muốn bán tem nếp website chẳng hạn, ví dụ như các bạn muốn bán mẫu tem nếp website ở Việt Nam chẳng hạn, thì các bạn có thể tự bán, hoặc là chúng ta lên một số cái trang web và chúng ta bán. Ví dụ như chúng ta sẽ vô Google và chúng ta tìm những cái trang web mà bán tem nếp chẳng hạn. Ví dụ tôi search là những website bán tem nếp đẹp chẳng hạn. Ví dụ rồi tôi vô cái trang này chẳng hạn. Đó. Trang này đó. Thì nếu mà các bạn nào làm mấy cái mẫu tem nếp website mà có nội dung là tiếng Việt thì các bạn có thể vô một số cái trang như vậy để mà bán. Đó. Hoặc là nếu mà các bạn làm các mẫu website bằng tiếng Anh thì các bạn có thể bán ở các trang web của nước ngoài như sau. Ví dụ như tôi như Google tôi search là 10 ví dụ tôi search là 10 nơi để bán cái tem nếp website chẳng hạn. Đó thì nó hiển thị ra đó. Đây, ví dụ là tôi vô cái trang này chẳng hạn. Đó thì trang này nó sẽ liệt kê ra những cái website mà phổ biến nhất để mà chúng ta bán cái tem nếp. Đó thì cái trang này nó sẽ liệt kê ra danh sách 10 cái website tốt nhất mà để chúng ta bán cái mẫu tem nếp của chúng ta. Ví dụ như cái trang thăm forum, trang forum là cái trang nổi tiếng nhất để chúng ta bán tem nếp chẳng hạn. Tôi sẽ đi vô cái trang thăm forum. Thì cái trang thăm forum này nó bán rất là nhiều cái mẫu website tem nếp khác nhau. Ví dụ như tôi search là fashion shop chẳng hạn. Đó thì ở đây nó có rất là nhiều cái mẫu khác nhau. Ví dụ tôi click cho một cái mẫu nào đó chẳng hạn. Ví dụ như cái mẫu này đi. Ví dụ cái mẫu này nó bán với giá 59 đô này. Và nó đã bán được 1.150 cái đơn hàng này. Đó, nó bán rất là nhiều. Tức là nó thu về có thể là cả mấy ngàn đô hoặc là mấy chục ngàn đô nữa. Đó, các bạn có thể lên đây và bán cái mẫu tem nếp của mình. Ngoài ra thì các bạn còn có thể xin vào làm việc cho các công ty về lập trình ở cái lĩnh vực, ở cái vị trí là front-end developer chẳng hạn. Thì ví dụ như tôi vô cái trang IT Việt chẳng hạn. Tôi trang IT Việt để tôi làm các tìm các vị trí ở đây. Ví dụ như tôi search từ khóa là front-end developer chẳng hạn. Đó thì đó. Thì các bạn có thể vô trang này và tìm kiếm các việc làm ở vị trí phòng hành vì developer chẳng hạn. Ví dụ như trang này chẳng hạn. Đó thì nó yêu cầu là biết HTML, JavaScript, CSS này. Rồi ở trong này thì nó còn yêu cầu là biết jQuery chẳng hạn. Vân vân, thì tức là nếu mà các bạn nào biết về Bootstrap rất thì rất là tốt, về SAS rất là rất tốt. Đó. Thì các bạn có thể lên cái trang IT Việt này và tìm kiếm các việc làm. Thì đây là cái buổi đầu tiên. Thì tôi sẽ giới thiệu về, tôi chỉ là đi giới thiệu overview qua cái khóa học thôi. Thì sang cái buổi thứ hai, thì buổi 2 thì tôi sẽ giới thiệu về cái ngôn ngữ SAS. Thì cái video giới thiệu về ngôn ngữ SAS thì tôi cũng up lên cái kênh YouTube của tôi như vậy. Các bạn có thể do cái kênh YouTube của tôi mẫn ngố như vậy. Các bạn coi cái video ở buổi 2 này. Rồi tiếp theo là buổi 3 thì tôi sẽ cài đặt nốt Tây Bắc công cộng, thì tôi cũng up phát video lên như ở đây. Rồi tiếp theo là buổi 4 thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Cao App. Cao App là một cái tool để mà chúng ta biên dịch cái code. Thì đây là cái tool Cao App mà tôi hướng dẫn ở buổi 4. Thì các bạn có thể vô cái kênh YouTube của tôi và các bạn làm học tiếp, tự học tiếp các video tiếp theo. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây.